giờ nam thả vô dầu. Quá xì ngon. Bột với trứng đó. À. Lát là sẽ nhúng bột xong rồi đó chấm vô cái trứng. Trứng là có quậy lên không mà? Có. Trứng quậy lên đó nhá. Con quậy lên nhá. Giờ mình đây, sẽ đây lấy cái đũa kia. Đây mình sẽ quậy cái trứng này lên để lát xíu tiếp tục để ăn đi cho vậy tôi nấu rồi tôi nấu món gì đó bạn chưa được sáng ngàn rồi sáng tuổi về nhà cái này có dở lên không bà? Đảo lên nữa. Chưa đảo lên. Đây mình sẽ trộn cái trứng này. Hai bà nào nhiều tuổi hơn? Bằng tuổi. Hai bà bằng tuổi. Rồi mình đi xe đi. Xe mình đi xe không mất công đâu mà. Đó em đang chiên gà đó các bạn. Rất là tuyệt vời đấy. Vịn cái xong đúng không? Vâng. Ra này cũng nhiều quá, không giảm bớt. Lúc mà mình lăn bột thì coi là mình phải chiên cho cái này nó chín trước xong lúc sau chiên mới cho cái rồi mình mới nhúng nhúng chiên lại. Con mà cứ tập một thời gian này biết làm món ăn luôn. Có làm nhưng mà làm đơn giản lắm ạ. Đó, các bạn thấy chiên ngon không? Bị gõ miệng son nó bút dầu lắm. Ủa vậy à? À nó thấy mẹo một chút vậy đó. Ủa vậy à? Trời ơi, sao con đâu biết đâu. À được. Vậy được rồi, cắt ra đi. Cắt ra nhé. À, cắt ra, thả này vô. Dựng để nằm trong gõ dầu. Đi vô. Đó. Sơ, lát nó nhúng trứng.
nấm bột như chi là về để nó cái cục cục này vô trước. Đây anh ra đây. Mà tụi đi đâu hết thì đi cả nhà đi. Nó biến rồi hả? Ở đâu ai? Cái trang có chân là biết rồi đi hết cháu à. Còn cái thằng 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 tóc cái bầu đó. Chân là giờ đi công à, ốp bột ngọt không, ốp bột ngọt chiên nám. Ốp tỏi hành tỏi với nước tương thôi. Không có bột ngọt à, ốp bột ngọt chiên nám chiên khác à. Rồi cái này là bột này nè, lát về cũng được. Bột này lát nhúng chiên lại. Cái gì? Bột xù. Bỏ vô chiên hả? Thấy gì má chụp hình à? Nó quay đi. Đi đủ chỗ thôi, tôi kêu chị đi. Thôi để mình bữa đi chợ đẹp. Chủ nhật đi chợ đẹp. Đi chợ đẹp đi. Chủ nhật tới ăn. Hôm qua là mình bỏ rồi. Còn sau 3 tiền ta chưa bỏ. Nói thật đi được tối quá rồi. Tôi làm xong hết rồi. Bỏ vô chợ đi. Ừ. 580 cả tiền cước rồi. Vâng vâng. Dạ. Nó cũng 8 giờ, 9 giờ, 8 9 giờ là sẽ 8 9 giờ cho nó. Tại vì tụi nó đi ăn đi uống là bây giờ nó không đi học, nó cũng đi ăn uống rồi. Mà con chưa hiểu tại sao gõ đũa mà lại hao dầu. Gõ đũa nó hút dầu lắm á. Thế là mày bất cứ dương chiên cái gì cũng vậy, mà gõ đũa là cái chảo với cái con là nó hút dầu lắm. Nhưng mà nó vẫn ở đây cái mà. Cái đó nó mẹo vậy chứ. Là thật đấy. Giờ mới nghe. Bởi vì ngoài kia thì như này này, lúc mà giống như mình để cái đũa lên này thì là nó có dầu đúng không? Nên thường người ta hay gõ gõ vào cái son. Nếu mà làm chừng như này được không? Giờ mới biết luôn này. Mẹ. Cái này ấy rồi, chắc bỏ ra nhé bà nhé. Cũng biết, không biết đâu, sao cũng biết. Giờ từ đâu có nói là nhà là
Nước này bỏ rồi. Để đây đi. Là mình ăn được chưa? Mà tôi ăn mỗi ngày khác chứ không có ăn dám được. Thì tôi ăn hết.